Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô. Đây là những lời kể lại của nạn nhân lái Nguyễn Tấn Phú sau khi trải qua phút sinh tử trong ô tô cùng với hai tên sát thủ. Một cảnh y chang trên phim Mỹ vừa xảy ra ngay giữa thành phố Thủ Dầu Một, Yên Bình và Trù Phú. Anh Phú không hề quen biết chúng và khả năng chúng cũng chẳng có thủ oán gì với anh. Vậy thì tại sao chúng phải khổ công theo dõi và dắp tâm hại anh? Và ai là người đứng sau giật dây chúng? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi vụ ám sát cùng với Điều tra TV. Anh Nguyễn Tấn Phú sinh năm 1972, ngụ tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là người kinh doanh bất động sản. Cuộc sống khá thoải mái nên hàng ngày anh vẫn lái chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Captivo Chevrolet đời 2008, màu đồng, biển kiểm soát 61L09, đi lại làm ăn. Sáng 6 tháng 1 năm 2013, khoảng 8 giờ, anh Phú gọi cho một đồng nghiệp buôn bán đất tên Hải, nhà ở Bình Dương, hẹn đến quán cà phê Amazon thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một để bàn công việc. Hẹn với bạn xong, anh Phú thong thả lái ô tô theo tỉnh lộ 8 từ xã Hòa Phú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sang Bình Dương. Khi vào khu dân cư Chánh Nghĩa, anh Phú dự định ăn sáng trước, lát gặp bạn chỉ uống cà phê nên chạy xe theo đường Hoàng Văn Thụ, ghé vào quán cơm tấm Mỹ Tiên. Nhìn đồng hồ trên xe đã là 8 giờ 20 phút, anh Phú giảm tốc độ, đồng thời bấm các kính cửa xe lên. Do buổi sáng trời mát nên lúc xuất phát từ Củ Chi, anh hạ kính để hưởng gió tự nhiên. Đang tập trung chỗ táp xe vào lề, anh giật mình khi nghe một tiếng nổ đùng ngay trên đầu mình. Tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp, chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô. Theo phản xạ tự nhiên, anh Phú dậm thắng rồi quay đầu thật nhanh ra phía cửa kính. Trước khi cúi đầu ôm vô lăng theo bản năng tự vệ trước tai họa, anh kịp nhìn thấy hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, mũ kết che sụp mặt, chở nhau trên xe máy màu xanh phóng vọt đi. Tên ngồi sau kẹp nách một cây súng dài cỡ 50-60cm, giơ lên y hệt điệu bộ của một gã cao bồi cưỡi ngựa vừa bắn xong một phát đạn chính xác, đang hả hê, tự mãn với thành tích của mình. Một cảnh y chang trên phim Mỹ vừa xảy ra trong buổi sáng đẹp trời này, ngay giữa thành phố Thủ Dầu Một, Yên Bình, Trù Phú. Chuyện thực hay đang mơ? Anh Phú bàng hoàng rồi bỗng rụng rời tay chân khi nhận ra anh chính là mục tiêu con mồi của hai gã cao bồi cưỡi ngựa sắt bịt mặt đó. Chúng muốn giết anh, chúng đã theo dõi anh từ lâu và luôn như bóng ma rình rập từng sinh hoạt đi lại của anh. Sáng nay là thời điểm thuận lợi để chúng nổ súng kết liễu anh. Có lẽ chúng đã theo anh từ Củ Chi qua nhiều chặng đường, rồi đợi khi anh giảm tốc độ xe để táp vào lề, chúng mới ra tay. Trong lúc gục đầu xuống vô lăng, anh Phú suy nghĩ rất nhanh nhiều thứ trong đầu. Anh cho rằng mình đã khôn ngoan khi làm động tác này. Hai tên sát thủ nhìn qua cửa, thấy anh gục xuống vô lăng nên rất yên chí là anh đã trúng đạn. Chắc chắn máu đang từ mang tai đang tuôn ra. Anh đang hít thở những hơi cuối cùng. Nhìn điệu bộ ngông nghênh đắc ý của tên cầm súng, đủ thấy chúng hết sức tin tưởng là anh đã chết hoặc sẽ chết trong chốc lát. Chúng không cần quay lại để bắn phát ân huệ là vì thế. Càng nghĩ, anh Phú càng sợ hãi đến lịm người. Anh vẫn gục đầu trên vô lăng để đánh lạc hướng hai tên sát nhân. Nhưng hai tên đang lần tìm khắp thân thể xem có chỗ nào bị ướt không. Không ướt, không đau có nghĩa là không chảy máu. Không bị thương có nghĩa là thoát chết trong gang tấc. Đúng là trời Phật, ông bà phù hộ mới có điều kỳ diệu. May mắn đến không ngờ như thế. Liếc qua kính xe, thấy hai tên hắc y đã mất dạng và tin chắc chúng sẽ không quay lại với khẩu súng chết tiệt đen ngòm. Anh từ từ ngước lên, trên trần xe có nhiều vết xước, chứng tỏ phát đạn chúng bắn là đạn chùm. Phát này mà chính xác thì nửa bên mặt của anh đã tan nát nhầy nhụa, khó mà giữ được mạng sống. Hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu phân tích điều may mắn đã cứu mạng anh trong đường cơ kẽ tóc. Đó chính là tấm kính của xe bên tay trái cho anh ngồi lái. Anh nhớ rõ khi đó mình đang bấm kính lên. Đó cũng là lúc nòng súng dài của bọn sát nhân thò vào xe, ngắm vào đầu anh để chúng xiết cò. Chính tấm kính trong quá trình trồi lên đã để nòng súng ngước lên nên chúng bắn chật, chùm đạn cầy lên trần xe, khói từ nòng súng khét nghẹt trong xe. Anh Phú đưa tay vuốt ve tấm kính, ân nhân vừa cứu mạng anh. Chuyện gì xảy ra nếu không có nó? Vợ anh quá bụa, con anh mồ côi cha, dòng họ bạn bè phải thương tiếc đưa anh và bao nhiêu dự án làm ăn vun vén cho gia đình sẽ gãy ngang tức tưởi. Quá kinh khủng. Nghĩ đến đó, anh Phú bỗng hết sợ hãi.
Thay vào đó là cơn giận sôi sục, những kẻ âm mưu đã đẩy anh vào chỗ chết. Anh quyết đấu lại với chúng, phải tố cáo chúng, vạch mặt chúng, để pháp luật trừng trị chúng. Anh thấy mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Anh mở cửa xe bước ra ngoài. Phía trước là một số anh lái xe ôm, tài xế taxi đang đứng bàn tán. Anh bước đến gần hỏi họ: các anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Họ lắc đầu: không biết, chỉ nghe một tiếng nổ không biết từ đâu. Các anh có thấy hai thằng mặc đồ đen che mặt chở nhau trên chiếc xe máy màu xanh vừa chạy ngang đây không? Nãy giờ nhiều xe qua lại nên chúng tôi không để ý. Mà có chuyện gì liên quan đến hai thằng đồ đen đó hả? Tụi nó muốn giết tôi bằng súng, nhưng trời Phật ông bà thương nên tụi nó bắn trận. Mấy anh kia tròn mắt tạt lưỡi: trời đất ơi, sao mà có chuyện như cine vậy? Anh có bị làm sao không? Anh Phú phủi áo lắc đầu: may mà không sao. Mấy người kia đồng loạt khuyên anh nên báo ngay cho cơ quan công an để truy bắt hai thằng độc ác đó. Anh Phú gật đầu: đúng, phải báo công an để ngăn chặn chúng. Biết mình chưa chết quay lại bắn tiếp. Hơn nữa còn chuyện an nguy của gia đình. Quan trọng hơn là chỉ có công an mới tìm ra kẻ đã thuê chúng giết mình. Trên đường lái xe đến cơ quan công an, anh Phú vẫn đau đáu câu hỏi trong đầu. Sáng nay mình chỉ gọi điện thoại cho một người, nói rõ địa điểm sẽ đến gặp. Tại sao chúng biết để đón đầu phục kích mình? Chúng nghe lén được điện thoại của mình ư? Nếu chúng làm việc tày trời này thì nguy hiểm quá. Không ai ngờ rằng trong một quán cà phê ở gần nơi anh Phú bị chăn bắn, có hai gã đàn ông mũ sụp, đeo kính đen, cầm tờ báo lớn che trước mặt, đang theo dõi từ hành động của anh Phú từ trước, trong và sau khi hai tên sát thủ áp xe máy vào ô tô của anh nổ súng. Điều bí ẩn này chỉ có thể giải thích khi cơ quan chức năng làm rõ được vụ án. Nhưng cứ theo chuyện phổ biến ở đời mà báo chí nhiều lần phản ánh, thì hai tên tấn công anh Phú chắc chắn là sát thủ, được ai đó nhờ vả thuê mướn để giết anh Phú. Đó là nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, phòng cảnh sát điều tra và công an thành phố Thủ Dầu Một. Bằng tinh thần khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm phòng cảnh sát điều tra, công an thành phố Thủ Dầu Một, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện khám nghiệm hiện trường nhằm tìm kiếm thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Theo biên bản lưu trong hồ sơ vụ án, hiện trường là đoạn đường Hoàng Văn Thụ thuộc khu phố 11, tổ 98, khu dân cư Trái Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mặt đường bằng hệ bê tông nhựa nóng gồm hai làn xe, một làn có bề rộng 8m, cách nhau bằng giải phân cách cố định chạy dọc theo hướng Bắc Nam. Tại vị trí sát lề đường hướng Đông, phía trước quán ăn Kim Dung số 5 tại địa chỉ ô 2425 khu phố 11, tổ 98, cách cửa trước quán Kim Dung 05 6,3m, cách quán Mỹ Tiên 20m, phát hiện các mảnh nhựa vỡ màu trắng đen nằm rải rác trên diện rộng 20 x 30cm. Cũng tại đây, phát hiện các hạt kim loại màu trắng cũng không rõ hình dạng. Hạt lớn nhất có kích thước 02 x 05cm nằm rải rác. Qua kiểm tra các dấu vết trên ô tô Captiva Chevrolet, biển số 61L09 thấy như sau. Tại vị trí mép trên của cánh cửa bên, cách trục bánh xe 155cm, phát hiện có vết bể thành nhựa chắn kính, có kích thước là 6 x 5cm, bờ mép nham nhở. Tương ứng với vị trí này, phía trên thành xe có vết lõm kích thước 6,5 x 4 x 1,5cm. Bên trong vết lõm này phát hiện các hạt mảnh kim cương không rõ hình dạng màu trắng và các mảnh nhựa vỡ. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đề nghị anh Nguyễn Tân Phú cố nhớ xem trong các mối quan hệ tình cảm, làm ăn, sinh hoạt của anh có dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí thù hận không. Anh Phú suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra, sao lên có thể là ông H. Sau đó anh kể: vào khoảng năm 2006 đến năm 2008, tôi có cho ông H mượn hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng sau đó đòi thì ông không trả. Vì thế năm 2011, tôi kiện ra Tòa Nhân dân huyện Củ Chi. Đến tháng 5 năm 2011, Tòa án Củ Chi tuyên bố ông H trả tiền lại cho tôi. Đến tháng 7 cùng năm đó, có quyết định thi hành buộc ông H phải trả nợ, nhưng ông vẫn không trả đủ, dù đã được mời lên tòa để thỏa thuận nhiều lần. 24 giờ trước khi bị hai tên áo đen phục bắn, cơ quan thi hành án có thông báo cho tôi biết là hai ngày nữa, tức là ngày 7 tháng 1 năm 2013, họ sẽ kê biên, cưỡng chế mấy lô đất của ông H để bán đấu giá, lấy tiền trả cho tôi. Ngừng một chút, anh suy nghĩ thêm. Anh Phú thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với điều tra viên. Nhưng tôi nghĩ ông H không nhúng tay vô vụ thuê người ám sát tôi, bởi ông này tính tình hiền lành. Chẳng qua lúc gặp bất động sản đóng băng, đất không bán được nên không có tiền trả nợ thôi. Hơn nữa, suốt quá trình giải quyết ở tòa, thi hành án, tôi với ông cũng gặp nhau nhiều lần vui vẻ, lần nào ông cũng hứa sẽ trả nợ.
Tôi tin ông Hát không dám làm chuyện động trời như thuê người giết tôi. Vậy ai là người anh thấy nghi ngờ nhất? Điều tra viên hỏi và nhìn thẳng vào mắt anh Phú. Anh Phú suy nghĩ một lát gật gật rồi thở dài. Tôi nghi ngờ người trong gia đình. Hả? Điều tra viên không giấu được ngạc nhiên hỏi lại. Người trong gia đình hả? Anh có nhầm lẫn hay vì bức xúc việc gì đó riêng tư mà vội vã kết luận như thế? Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có người đó mới dám làm và có khả năng thuê sát thủ giết tôi thôi. Ngừng một lát cho bớt xúc động, anh Phú kể tiếp. Từng có hai gã giang hồ từ Sài Gòn lên gặp tôi, hăm dọa và nói thẳng là họ được bà ấy thuê để dằn mặt tôi. Đấy là thông tin rất đáng chú ý, điều tra viên nhắc nhở. Anh Phú cứ bình tĩnh, hãy kể chi tiết điều anh vừa nói. Nhưng trên hết, anh hãy cho cơ quan điều tra biết trong buổi sáng xảy ra sự việc trước khi bị hai đối tượng đuổi theo xe để bắn anh có gặp gỡ, giao tiếp hay điện thoại cho ai không? Sáng hôm đó, khoảng 8 giờ, tôi có gọi điện thoại cho một người bạn, hẹn đi uống cà phê rồi bàn chuyện làm ăn. Tôi không gặp thêm bất kỳ một người nào ngoài vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Tôi có nói cho Huệ biết việc chuẩn bị đi từ Củ Chi sang Bình Dương lo công việc. Vậy người trong gia đình mà anh nghi ngờ là... Không, không bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi. Vậy thì là ai? Bà Danh, chị ruột của vợ tôi, chỉ có bà đó không ai khác. Anh có cơ sở nào để khẳng định điều đó? Có chứ, có lẽ bà sẽ thất vọng khi biết tôi đã thoát chết. Anh khai rõ hơn về đối tượng nghi vấn này. Anh Phú bắt đầu kể. Bà Danh tên đầy đủ là Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963. Có chồng là Đào Xuân Thao, sinh năm 1958. Hai người có hộ khẩu thường trú trên đường Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Danh ông Thao là chủ hai tiệm chụp hình cùng có tên là Minh Hùng. Một tiệm trên đường Cộng Hòa gần vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm còn lại là ở gần Chùa Bà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sở dĩ tôi nghi ngờ bà Danh đã thuê người giết tôi vì lý do sau. Năm 1999, vợ tôi mua lô đất 100m2 gần Chùa Bà, Bình Dương. Năm 2008, đất này được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất sổ đỏ mang tên vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Năm 2009, bà Danh mượn sổ đỏ lô đất trên để làm giấy phép kinh doanh tiệm chụp ảnh rửa hình. Vì là chị em ruột tin tưởng nhau nên vợ tôi đưa sổ đỏ cho bà Danh. Từ đó, bà Danh giả chữ ký của vợ tôi để làm thủ tục tặng mảnh đất trên cho mẹ ruột của bà và là mẹ ruột của tôi tên là Nguyễn Thị Đầm và bán cho một người khác. Theo bản án số 174/2014 GSPT ngày 5/8/2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Thị Đầm trình bày, bà Đầm là mẹ ruột của bà Lê Mỹ Danh và bà Lê Ngọc Huệ. Năm 1999, vợ chồng bà Danh có mua của bà Mai mảnh đất 95,5m2 tọa lạc tại đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Do bà Danh không có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương nên nhờ bà Huệ đứng tên giấy tờ mua bán đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, bà Huệ làm thủ tục sang tên cho bà Danh nhưng gặp khó khăn vì ông Phú chồng bà Huệ cản trở nên bà Huệ và bà Danh thống nhất sang tên cho bà Đầm theo hình thức tặng cho. Từ vấn đề này phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng tôi anh Nguyễn Tấn Phú đã làm đơn kiện ra tòa. Bà Danh đã thuê 6 được vào Hùng, quận 8, lên gặp tôi hỏi giọng điệu khuyên nhưng thực tế là đe dọa với nội dung. Không nên can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa vợ tôi và bà Danh vì đó là chuyện gia đình. Còn không thì tôi sẽ bị xử. Hai người này đã xưng danh và giới thiệu là được bà Danh thuê đến gặp tôi. 6 được rất to con, cao 1m70. Hùng, quận 8 khoảng 40 tuổi, da đen, to con, cũng khoảng 1m70, người miền Bắc. Song song với công tác điều tra của phòng cảnh sát điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Thủ Dầu Một đã có một kế hoạch tấn công các băng nhóm trên địa bàn, trong đó có đưa các vụ án chưa làm rõ thủ phạm do băng nhóm gây ra vào kế hoạch điều tra làm rõ. Đối với vụ hai sát thủ áo đen giết hụt anh Nguyễn Tấn Phú, có hai luồng ý kiến chưa đồng thuận. Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng vụ này là do giang hồ bản địa Bình Dương gây ra. Nhóm ý kiến thứ hai khẳng định với thủ đoạn dùng súng để bắn nạn nhân, nhất là súng hoa cải cho thấy đây là thói quen của giang hồ phía Bắc. Còn giang hồ Bình Dương hay mở rộng hơn là giang hồ miền Đông lâu nay chỉ đến mức sử dụng dao, kiếm, mã tấu. Ý kiến nào đúng phải chờ kết quả điều tra sau này. Suốt 18 tháng ròng rã, Phòng Cảnh sát điều tra và Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nỗ lực điều tra vụ giết người với nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Phú, song kết quả vẫn mờ mịt. Với quyết tâm phá bằng được vụ án này, các lực lượng tham gia vẫn không nản chí, tiếp tục biện pháp lần ra manh mối hai tên sát thủ áo đen trong mớ bòng bong cả trăm đối tượng nghi vấn. Công sức của các anh cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Người ghi được bàn thắng đầu tiên để chuyển hóa cục diện điều tra này là Đại úy Nguyễn Công Khanh. Anh Khanh là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đến tháng 8 năm 2014, anh được cấp trên điều động về đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra, công an thành phố Thủ Dầu Một. Vừa nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, Đại úy Khanh đã nhận được món quà bất ngờ. Nhân vật Z, một cộng tác viên sống ở các tỉnh phía Bắc, được anh xây dựng trong mạng lưới cung cấp tin mật chống tội phạm ma túy trước đây, giờ phát huy cao hiệu quả. Z báo cho anh Khanh một thông tin quý hơn vàng. Có mấy thằng có số má ở Hà Nội đang rủ tôi vô miền Nam để đòi nợ. Con nợ của chúng hình như là dân Sài Gòn, làm ăn ở Bình Dương, còn nợ chúng nó một số tiền lớn hơn nửa tỷ đồng. Chúng rủ tôi hùn tiền mua vé máy bay vào Sài Gòn. Nếu đòi được nợ, sẽ trả cho tôi cả vốn lẫn lãi. Tôi hỏi, nếu không đòi được thì sao, tao mất vốn à? Thì chúng bảo, vợ chồng nhà đó có chạy đằng trời, không trả tiền thì chúng ông xử luôn vợ chồng nhà nó. Tôi hỏi kỹ thêm thì biết được, con nợ trước đó đã thuê chúng giết một người đàn ông. Chúng dùng súng bắn tôi, nhưng số thằng đó đỏ nên chưa chết. Chưa chết thì cũng phải trả đủ tiền cho chúng ông. Chúng nói như vậy, Đại úy Khanh ngay lập tức báo cáo nội dung tin của Z cho cấp trên của mình là Trung tá Trần Văn Chí, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trung tá Chú xin ý kiến chỉ đạo từ Đại tá Nguyễn Hoàng Thao và Thiếu tướng Võ Thành Đức là Phó Giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Trần Văn Chí sẽ dẫn đầu một nhóm công tác có Đại úy Nguyễn Công Khanh lập tức ra Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin do Z cung cấp. Tổ công tác đã được Công an quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Phúc Thọ nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ. Như vậy, công tác đã hoàn thành. Nhiệm vụ nắm được lý lịch nhân thân của một số đối tượng cộng cán nghi có liên quan đến hợp đồng giết anh Nguyễn Tấn Phú. Sau khi suy nghĩ, bàn bạc, Trung tá Trần Văn Chí, trưởng nhóm công tác của Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội đã quyết định chọn một trong số nhiều đối tượng để điều tra nhằm đột phá cho vụ án. Đối tượng này đã được tổ công tác nghiên cứu rất kỹ và đánh giá là mềm hơn những tên khác, nhưng nằm khá nhiều thông tin quan trọng, đó là tên Phạm Chí Thức, sinh năm 1985, thường trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an. Sau khi tham gia cùng đồng bọn nhiều lần vào Nam để lên kế hoạch giết anh Nguyễn Tấn Phú, Thức được đồng bọn chia cho ít tiền và một chiếc xe máy. Đến lúc nghe tin lực lượng công an đang truy tìm những kẻ nhúng tay vào vụ giết người này, Thức lo sợ đến mất ăn mất ngủ, nhất là khi nghe tin một tên đồng bọn đã bị bắt ở Bình Dương. Sau nhiều ngày suy tính cặn kẽ, Thức đã quyết định bỏ trốn theo cách rất lạ đời so với nhiều tên tội phạm sừng sỏ từng sử dụng. Đó là gây ra một vụ án theo tội danh nhẹ, khung hình phạt tù thấp để được vào trại giam. Vào đó rồi thì rất yên chí, cơ quan điều tra vụ án giết người ở Bình Dương rất khó lần ra tung tích hắn. Nghĩ là làm, Thức ra bờ hồ Hoàn Kiếm đi thơ thẩn, lòng vòng tìm mồi gây án. Có một du khách nước ngoài đang xách lủng lẳng một cái máy ảnh kỹ thuật số khá xịn. Thức lượn vài vòng tìm cơ hội thuận lợi rồi xông vào giật máy ảnh bỏ chạy. Sau chú ý từ trước nên hắn chạy tà tà chờ vị khách ngoại ô kia hô hoán, chỉ trỏ cho lực lượng cảnh sát dân phòng gần đó đi theo bắt. Thế là hắn được vào trại giam. Ăn cơm tù, ngủ trong bốn bức tường kín mít vài ngày đầu, giúp Thức quên đi nỗi lo bị bắt vì tội giết người. Nhưng sau đó, lòng hắn cồn cào nhớ vợ nhà, nhớ vợ con. Hắn tìm số điện thoại trôi nổi trong giới phạm nhân ở trung trại để gọi và nắm tình hình thì bị quản giáo phát hiện, xử lý kỷ luật. Đó cũng là lúc hắn được đưa ra phòng làm việc của trại để gặp khách. Vừa gặp các vị khách nói giọng miền Nam là biết họ từ Bình Dương ra, Phạm Chí Thức đã sợ xanh mặt. Hắn sợ là phải vì tổ công tác của Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã biết hết trong vụ án giết người đó. Họ khuyên hắn nên thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Đúng là cơn ác mộng với Thức, nhưng hắn cũng chẳng còn đường nào khác. Nếu cứ đóng vai trò anh hùng rơm để giữ bí mật cho đồng bọn thì biết có ngày nào được về với vợ con. Thôi thì ai làm nấy chịu, thà để chúng nó trách móc còn hơn một mình gánh trong tội. Thế là Đức bắt đầu khai. Lúc đầu chỉ ậm ừ khai nhỏ giọt, nhưng trước các biện pháp xét hỏi đấu tranh rất nghiệp vụ của tổ công tác, hắn đành thúc thủ phải khai đủ, khai thật những điều mình biết. Từ lời khai của Thức, tổ công tác quyết định chọn Trần Đức Quý là mục tiêu đấu tranh tiếp theo. Quý sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Bình, quận Thanh Oai, Hà Nội. Quý sống bằng nghề ma cô dắt gái cho các ổ chứa, quán karaoke, bia ôm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau một đêm ăn chơi phè phỡn, Quý trở về nhà trọ thì bị tổ công tác Công an Bình Dương và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Dù là giang hồ thứ thiện và khá hung hăng lì lợm, nhưng khi tổ công tác đưa ra các biện pháp nghiệp vụ, Trần Đức Quý đã phải cúi đầu khai nhận tội lỗi.
cũng như Phạm Chí Thức. Đầu án lo sợ ngày đêm là vụ giết người ở Bình Dương bị phanh phui. Vì thế, khi đối diện với những điều tra viên từ Bình Dương ra, tên ma cô sát gái ở Hà Nội chỉ còn đường khai chứ không còn đường tránh né. Coi như đầu mối của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được mở ra, bế tắc đã được giải quyết, việc phá được vụ án hóc búa này đã có tương lai sáng rủa. Anh em trong tổ công tác vui mừng, động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng họ chưa vội tính sổ tên cầm đầu mà lên kế hoạch chặt thêm một râu ria của hắn. Đối tượng thứ ba được nhắm đến là một gã gầy gò, mặt phêu vào, cắt tóc ngắn. Ở khu nhà trọ, trong một ngách sâu thuộc tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một phụ nữ đã có chồng con tên là Nở. Tuy chưa đến mức lam lũ, nhưng cuộc sống của Nở cũng có lúc tùng bấn, không trả được tiền thuê nhà trọ đúng hẹn. Thế mà đùng một cái, người trong xóm lắc mắt ngỡ ngàng khi một chiều đẹp trời, họ thấy Nở ăn diện trau chuốt, khoác trên vai một túi sách hàng hiệu Hermes trị giá 5.000 USD. Đây là loại đồ chơi dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, ngôi sao trên sân khấu, ca sĩ nổi tiếng, v.v. Nở biết điều đó, cả cái xóm nhỏ này lẫn trên những đường phố đông đúc của Hà Nội, người ta đều biết.